Gặp bên tình sao ngày nào cũng bắt ta ngồi chờ vậy? Sài Gòn rồi. Gì mà ba cũng không nhớ gì hết trơn á. Mới sáng sớm ra mà ba đã ôm chút chuyện ở đây ngồi chờ rồi. Không phải ba không nhớ, nhưng ba không thể lỡ hẹn. Mười mấy năm rồi, ngày nào ba cũng ra đây ôm chiếc thuyền ngồi chờ hết. Con không biết là ba ngồi chờ cái gì nữa. Ba chờ thuyền tình cập bến. Năm năm học đại học, không lẽ ba biểu con ở nhà kết giao ông làm thuyền chứ ba hả? Rồi, cha con bay đốt nhang đi. Nè. Ba ơi, bây giờ con lớn rồi, nhưng mà con vẫn còn thắc mắc một chuyện con muốn hỏi ba. Tại sao á, mỗi năm ba chỉ làm giỗ cho bà vú thôi à, mà không bao giờ làm đám giỗ cho ông bà hay là đám giỗ cho mẹ vậy ba? Mấy người đó đâu có chết đâu mà đám giỗ, kỳ cục hỏi gì cũng hỏi nữa. Không chết, nhưng giờ không thấy đâu hết. Vậy cũng coi như là chết rồi chứ còn gì nữa. Con á, sống tủi thủi ở đây có một mình nè. À. Không anh em, không mẹ nè, không họ hàng nè. Nhưng mà dù gì đi nữa con cũng cần ba. Ừ, thằng cha mày, mày ở với ba mày mà mày dám nói mày ở một mình. Hay quá, bây giờ á không có cần biết gì hết, ráng học cho giỏi, mai mốt á lên thành phố á xin vô cái công ty Dạng Thành làm là ba vui rồi. Con biết rồi. Nhưng mà ba, con còn một thắc mắc nữa. Là con thấy á, gia đình mình giống như là còn một quẩn khúc gì nữa đúng không ba? Lúc nào hỏi ba cũng đánh trống lảng, không chịu trả lời con. Ba không đời nào mà nói chuyện gia đình với lại chuyện về mẹ cho con hết á. Trời ơi, thiệt á, con khờ quá. Ba còn không biết mặt mẹ con là ai nữa, làm sao mà ba kể con nghe được. Thôi, con thấy ba vô lý quá à. Ba lấy mẹ thì mới đẻ ra con được chứ. À, ba đừng nói với con á là con gà đẻ ra con nữa nha. Câu này con nghe quen lắm luôn rồi Chứ còn gì nữa. Ba nói thiệt chứ bộ. Bà lúc đó bà tỉnh dậy, ba chỉ thấy bà vú nuôi con với ba thôi, đâu biết mẹ con là ai đâu. Thì con thấy từ trước giờ hai cha con mình sống thui thủi với nhau đến bây giờ nè. nè. Ba tỉnh dậy là sao? Ba nói rõ đi, con không hiểu gì hết trơn á. Cha mày, tao cũng không hiểu sao mày hiểu. Mệt quá, hỏi hoài nhức cái đầu quá. Con bó tay với ba luôn á. Mỗi lần con hỏi ba cứ nói vậy hoài Thôi nói chuyện với mày mệt quá, thôi không nói chuyện nữa. ba mà không nói á thì con lấy hình con coi cho đỡ ghiệt.
muốn làm gì làm. Ba, album hình nè. Ba, hồi trẻ ba đẹp trai quá à. Ai cũng nói vậy hết trơn á. Còn con hồi nhỏ mà con như cái bánh bèo. Không biết mình là ai, mẹ mình là ai, gia đình mình là ai, có cuộc khúc gì, sao bà vú cứ bắt mình dọn nhà liên tục. Bình, con soạn đồ xong chưa? Dạ, sắp xong rồi ba. Ba, hồi nãy giờ ba làm gì mà lục đục với bếp hoài vậy? Ba cũng soạn đồ, chuẩn bị cho con gái lên Sài Gòn lập nghiệp. Soạn đồ cho con á hả? Ừ. Thôi, mấy bộ đồ này cũ rồi con không đem theo đâu. Nè, ai mà soạn quần áo cho con đâu? Không phải quần áo, vậy chứ ba soạn đồ gì cho con? Nè, ba đừng có nói á là ba đem cá khô với lại nước mắm cho con nha. Con không có đem mấy thứ đó đâu. Cái con nhỏ này thiệt tình, chỉ được cái đoán chặt lắc à. Ba soạn thuyền bươm cho con. Ba soạn chiếc thuyền này cho con làm gì? Hả? Con nói ba mới nhớ. Tự nhiên soạn cái thuyền bùm cho nó làm gì ta? Mà không được con ơi, con phải đem theo cái thuyền mới được. Nhưng mà ba thì thích thuyền, chứ con đâu có thích đâu. Nhưng mà ba muốn con phải đem theo. Thôi được rồi, chiều ba thì con sẽ đem theo. Vậy mới ngoan, ngoan, ngoan. Nè, con phải nhớ, đừng để cho ai thấy hết. Người ta mà thấy, người ta sẽ lấy của con đó, biết chưa? Dạ, con biết rồi, không có ai á dám lấy thuyền của ba đâu, ba đừng có lo. Bình. Dạ. Còn chuyện này quan trọng lắm, con phải hứa với ba mới được. Chuyện gì vậy ba? Thôi sáng mai ba nói nha. Giờ con đi ngủ đó. Con buồn ngủ lắm rồi. Không có được. Bây giờ mà ngủ, rồi lỡ sáng mai ba quên, ba không nhớ dặn con thì sao? Vậy chuyện gì? Ba nói ơi. Nè. Dạ. Con nhớ lên Sài Gòn á, con xin vào làm trong công ty Vạn Thành nghe không? Nghe không? Coi nhớ. Ba đó. Đúng là già rồi lẩm cẩm kìa. Ba ở đây á, mà ba biết tới Sài Gòn lận á hả? Rồi còn biết cái công ty gì à, Vạn Thành gì nữa chứ. Ba nói thiệt á, con không tin ba thì thôi. Con phải hứa với ba mới được. Nhất định là phải xin vô công ty Vạn Thành làm. Con hiểu không? Được rồi, con hứa, con biết rồi mà. Hứa là không có được cãi lời ba, con hiểu không? Không được làm dạ, ba buồn à. Dạ con biết rồi. Ba đi ngủ đi. Già rồi, ngủ sớm đi nha. Con đi ngủ á. Thôi ngủ được trước rồi á. Con nằm nghỉ đi. Con ngủ trước đi. Ba canh con ngủ rồi chút xíu ba ngủ liền. Ha. Dạ. Thôi được rồi con. Thôi được rồi con. Dạ. Để ba. Thank you.
không được. Nó lên Sài Gòn nguy hiểm lắm. Mình phải lấy thêm cho nó một chiếc nữa. Nếu mà nó mất chiếc này, đặng còn chiếc khác mà nó về nữa chứ. Còn cái chuyện mà mình dặn nó vô làm công ty Dạng Thành á, lỡ như nó quên thì sao ta? À, mình có cách rồi. Như vậy làm sao mà nó quên được. Con đi, ba nhớ ở nhà giữ gìn sức khỏe nha ba. Ba đừng có ra biển một mình nữa. Lỡ gặp sóng to gió lớn á, thì ba bị cảm lạnh rồi sao? Rồi cái cơn nhức đầu kinh niên của ba lại tái phát nữa. Con không có ở nhà mà lo cho ba được. Bà Bảy ơi, con giao ba con cho bà Bảy nha. Con không có ở nhà, nhờ bà Bảy chăm sóc ba con giùm nha. Rồi có gì điện thoại cho con biết nha. Con yên tâm đi, không có con, bà Bảy qua nhà ba con mỗi ngày à. Hàng xóm láng giềng lâu ngày á, còn hơn bà con xa mà. Bà cũng sợ á, ba mày ở đêm hôm một mình á, rồi bệnh không ai biết thì khổ á. Con cũng lo cho ba lắm á. Ba, nãy giờ ba có nghe con cái gì Bảy nói gì không? Không sao đâu. Ba thấy vậy chứ khỏe như con voi vậy đó. Ba không có bệnh gì đâu. Ta giết ba còn không chết nữa mà. Thôi, đừng lo cho ba nữa. Nhớ lời ba dặn, nhớ kỹ nha. Con phải xin cho bằng được vô cái công ty Dạng Thành làm nghe con. Ba dặn nè, con gái một thân một mình lên Sài Gòn á, con phải ráng giữ mình. Chứ bắt chước đua đòi mấy đứa con gái trên thành thị, hư thân mất nết. Ba mày buồn mà bà Bảy cũng buồn, không có vui đâu. Dạ, con nghe lời ba với dì Bảy mà. Ba ở nhà giữ gìn sức khỏe. Con đi kẻo không kịp xe nữa. Đi con. Nhớ là ba dặn nha con.
con kiếm nhà ai? Để dì chỉ cho. Trong hẻm này á, già trẻ lớn nhỏ gì cũng biết hết trơn á. Dạ. Qua đây ngồi đi dạ. Con. Dạ. Nè, qua dạ. Đây ngồi đi. Nè ngồi đi con, ngồi đi. Ngồi đi, để dì lấy nước cho con uống nha. Nè con uống nước ngọt nha. Dạ. Dì bán giá bình dân lắm, không có chặt chém gì đâu. Dạ, cảm ơn dì. Nè, con kiếm nhà ai? Nhìn con là biết ở dưới tỉnh mới lên thành phố rồi. Kiếm người quen phải không? Dì ơi, cho con hỏi thăm cái này nha. Ở trong hẻm này nè, có ai cho thuê phòng trọ không dì? Trời tưởng gì, ở đây hẻm này cho thuê phòng trọ không à con. Còn hên đó nha. Dì có một căn nè. Con nhỏ đó mới lấy chồng Đài Loan, mới trả phòng lại đó. Vậy hả dì? Chị cho con hỏi, ở đây chị cho thuê bao nhiêu tháng vậy? Tại vì con mới dưới quê lên thành phố kiếm việc làm á, cho nên tiền bạc cũng không có nhiều. À, con đừng có lo. Căn phòng này của dì á hơi nhỏ, nên dì cho con thuê 800 một tháng. 800? Chị, dì có thể bớt cho con một chút được không? Tại vì con mới lên à, con chưa xin được việc làm. Thấy con cũng tội nghiệp, chị bớt con 200, còn 600 tháng được không? Dạ chịu, con cảm ơn chị. Chị ơi, vậy hôm nay con ở luôn được không dì? Được, để dì dẫn con vô coi phòng, uống nước đi, uống nước. Dạ, dạ được rồi dì. Để chị khóa mở cửa cho con coi phòng nha. Đi đi đi, đi con. Vô đi con. Dạ. Còn nhớ xin lỗi bạn, mình không cố ý. Bạn ơi, cho mình hỏi câu này với. Hồi nãy giờ họ phỏng vấn được bao nhiêu người rồi? Hình như cũng 5-6 người rồi. May quá, mình tới số 7 lận. Nè, đừng có tô son đậm quá, Phan không thích đâu. Phan An? Phan An là ai vậy? Không biết hả? Ảnh là giám đốc nhân sự, hình như cũng là người phỏng vấn tụi mình luôn á. Nghe nói ông này kỹ tính lắm phải không? Chính xác. Ổng vừa kỹ tính nè, mà vừa khó chịu, lại nghiêm khắc nữa. Nếu như vậy thì chán phèo rồi. Mình chỉ thích làm việc với người mà cởi mở, vui tính, hòa đồng thôi hả? Chán á thì rút lui đi, chừa lại cơ hội cho người khác. Mình cũng muốn vậy lắm đó, nhưng mà khổ nổi á, mình không thể nào rút được hết á. Tại vì ba của mình á đã dặn đi dặn lại là bằng mọi cách mình phải xin vô trong công ty Dạng Thành làm cho bằng được. Ba bạn cũng kinh doanh địa ốc nữa hả? Ba bạn kinh doanh địa ốc hả? Ba mình á đúng là kinh doanh ốc, nhưng mà là giỏ ốc chứ không phải địa ốc. Giỏ ốc. Ba mình á lấy giỏ ốc làm thành những chiếc tàu, chiếc thuyền nè, bông hoa nè, để bỏ mối cho các cửa hàng lưu niệm á. Ủa, vậy lúc trước ba bạn có tìm hiểu về xây dựng hay địa ốc gì không? Không, không có chuyện đó. Ba mình á làm gì biết về cái ngành xây dựng địa ốc đâu. Thậm chí á, ba mình còn chưa lên Sài Gòn một lần nữa. Ủa, sao lạ vậy? Lạ sao không lạ, ngay cả mình á còn thấy lạ nữa. Với lại á, mình có lên Google search á để mà tìm hiểu về cái công ty này nè,
rồi biết nó đang tuyển dụng á, cho nên mình mới đăng ký để xin đi làm nè. Chưa tới ngày cá tháng 4 mà đã có người sập bẫy rồi. Bạn, mình không có nói xạo đâu, mình nói thiệt á. Ba của mình á, bắt mình phải đợp đơn vô để mà xin làm ở công ty Dạng Thành cho bằng được á. Một lát nữa, vô phỏng vấn á, bạn thử kể chuyện này cho giám đốc nghe đi. Có khi nhờ chuyện này mà bạn được chọn đó. Đừng có vọng tưởng, ở đây người ta chọn người theo năng lực, không chọn bà con quen biết đâu. Mình cũng đâu có muốn quen biết gì với họ đâu. Có lẽ hôm nay cũng giống như ngày hôm qua thôi, không có một người nào ra hồn hết. Anh khó tính quá. Tôi thấy cô gái lúc nãy cũng được lắm đó. Cô ấy có tới 3 bằng đại học. Nhưng nếu anh để ý kỹ đó, anh sẽ thấy túi xách của cô ấy bị mất hết một cái nút. Điều đó chứng tỏ cô ta là một người dễ dãi và qua loa. Ngay cả bản thân đã như vậy thì chắc chắn cô ta cũng sẽ dễ dãi và qua loa thôi. Tôi cần một trợ lý chu toàn kỹ tính, có thể thay thế tôi trong mọi việc. Mời cô Phan Thị Ân Bình vào phỏng vấn. Ê, tới mình rồi kìa, mình vô nha. Đi đi, cố lên nha. Chúc may mắn. Khỏi nói, cũng biết là rất chắc. Vô đi. Mời cô ngồi. Dạ. Cô phải là Ân Bình, năm nay 23 tuổi không? Dạ, dạ đúng rồi. Những điều đó tôi đã khai đầy đủ trong hồ sơ của tôi rồi. Cô vừa mới tốt nghiệp đại học. Nói chính xác hơn á là tôi tốt nghiệp được 1 tháng 3 ngày. Cô chưa từng có kinh nghiệm làm trợ lý giám đốc đúng không? Dạ, mới ra trường mà, làm sao có kinh nghiệm được hả anh? Vậy thì động lực nào khiến cô nộp đơn vào công ty Dạng Thành, một trong những công ty đứng đầu về các hoạt động xây dựng? Tôi nghĩ á là tôi có năng lực đó. Tại vì á là cho dù á bằng tốt nghiệp của tôi á là loại trung bình đi nữa thì tôi nghĩ mình đủ năng lực để làm ở đây. Cô có hiểu được vai trò của trợ lý giám đốc không? Dạ có, nhưng mà hiểu chút xíu thôi à. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi có thể vừa làm vừa học, kề dạy nghề mà. Chứ đâu có ai mà giỏi từ trong trứng giỏi ra đâu, đúng không anh? Nếu trong quá trình làm việc cô được giám đốc giao cho nhiệm vụ không nằm trong chuyên môn và bản thân cô cũng công tích, thì cô phản ứng như thế nào? Đơn giản thôi, tôi sẽ nói thẳng với anh ta là tôi sẽ không làm việc ngoài chuyên môn, và nếu không thích đó tôi sẽ không làm. Nhưng đó là lệnh. Cũng vậy thôi, giám đốc hay là bất kỳ ai á cũng không thể ép tôi làm việc ngoài chuyên môn hết á. Với lại tôi cũng không có thích nữa. Thôi được rồi, không cần phải hỏi nữa. Cô đã bị loại. Bị loại á hả? Lý do tại sao tôi bị loại? Tôi cảm thấy mình không cần phải nói lý do, cho mời người khác. Không được. Nếu như mà anh muốn tôi tâm phục khẩu phục ra về á, thì anh phải đưa ra một cái lý do hết sức là thuyết phục tôi mới chịu. Anh phải nói rõ là tôi bị loại vì lý do gì. Một là bằng cấp, hai là năng lực. Nói đi. Chỉ có một lý do thôi. Cô không phục tùng mệnh lệnh của cấp trên nên cô không có mặt ở công ty Văn Thành. Công ty của mấy anh đó là công ty độc tài, chuyên chế các nhân viên. Bắt làm những việc ngoài chuyên môn như vậy đó hả? Tôi không có thời gian giỡn với cô đâu. Nếu lý do tôi đưa ra chưa đủ thuyết phục thì tôi có lý do thứ hai, là ngoại hình của cô đã thuyết phục chưa? Ngoại hình của tôi á hả? Ý là anh chê tôi xấu đó hả? Cô về tự soi gương thì biết, khỏi phải hỏi tôi. Không cần, tôi cũng biết là mình như thế nào rồi. Tuy tôi không đẹp á, nhưng mà tôi không có phục á là anh đưa ra cái lý do như vậy. Mà với lại á, anh về soi gương lại đi. Mình cũng chẳng đẹp đẽ gì mà lại chê người ta như vậy. Tùy cô thôi, mời người khác vào đi.
trả hồ sơ lại cho tôi. Cô không có đọc thông tin tuyển dụng của chúng tôi hay sao? Hồ sơ không được hoàn trả. Trả hồ sơ cho cô ta đi. Mấy tờ giấy đó không còn tác dụng với mình nữa. Cô nè, giám đốc gì đâu á mà kiêu kỳ thế mà ghét. Nè cháu ơi, cháu có sao không? Dạ cháu không có sao. Cháu xin lỗi ông, ông có sao không ạ? Ông không sao. Mai mốt cháu đi đứng nhớ cẩn thận nha ông. Làm ăn cái kiểu gì mà giám đốc ngu như con bò vậy đó. Cháu nói ông hả? Dạ không, cháu đâu có nói ông đâu. Cháu nói cái công ty dạng thành thế ghét này nè. Công ty này mất uy tín với cháu sao? Hay là có ai làm mít lòng cháu? Thì chính là cái gã giám đốc nhân sự kiêu kỳ, phách lối mà còn chảnh chẹ nữa. Đã không biết nhìn người thì thôi đi, lại còn ra vẻ ta đây nữa. Thiệt uổng công cháu. Cứ tưởng công ty dạng thành này á là một thánh địa thương trường chứ. Làm cho cháu á phải lặn lội nộp đơn cho đây làm nè. Biết như vậy á cháu không có tới đâu. Dạ thưa giám đốc, ông có quà. Để đây. Ai gọi tới cô có biết không? Dạ không mà. Thôi được rồi, dạ, cảm ơn cô ông. Ra ngoài làm việc dạ. Đi. Thánh địa thương trường. Alo. Hello ba yêu, có nhận được quà của con chưa? Được rồi, đẹp lắm. Mà sao con không về? Chuyến đi chơi của con quan trọng hơn ngày khai trương của ba sao? Dạ, dĩ nhiên ngày khai trương của ba quan trọng hơn. Ba yên tâm đi, con về tới rồi nè. Ủa, vậy sao lúc nãy Gia Quy nói con là... Con gà cảnh đó. Con muốn dành cho ba một bất ngờ. Ba có thích không? Con đúng là chuyên gia làm chuyện việc cần. Ba chết thì biến tim chứ còn có ngày đó. Ba ơi, ba không chết được đâu. Ba phải sống lâu trăm tuổi nữa kìa. Để con đưa dạng thành thành địa thương trường nữa chứ. Ông ơi. Ông. Ông làm sao vậy? Cháu vừa nói gì? Cháu nói là gã giám đốc nhân sự á kiêu kỳ, phách lối mà còn chảnh chọe nữa. Không, xích xuống một chút. Xích xuống một chút hả? Hình như là uổng công cháu nghĩ công ty dạng thành này á là một thánh địa thương trường hả? Đúng rồi, đúng là bốn chữ này rồi. Cháu ơi, cháu làm sao mà biết được bốn chữ này? Nói cho ông nghe đi. Hình như cháu nghe người ta nói đó không? Ai vậy cháu? Cháu quên mất tiêu rồi. Mà ông sao ông quan tâm tới bốn chữ đó quá vậy? Thánh địa thương trường hả? Con thấy bốn chữ đó cũng bình thường mà ông. Không bình thường đâu. Không bình thường chút nào hết. Cháu ơi, bốn từ này quan trọng với ông lắm. Cháu đang nhớ lại giùm đi. Cháu đang nghe ai nói ở đâu? Cháu để cháu nhớ thử xem. Thường ngày á, cháu thông minh với lại nhớ dai lắm. Không biết sao hôm nay lại quên mất tiêu hết ông ơi. Cháu làm ơn nhớ lại giùm ông đi. Chuyện này đối với ông quan trọng lắm. Nhưng mà cháu nhớ không có nổi ông ơi. Vậy lên phòng ông ngồi uống nước. Ngồi nghỉ một hồi coi có nhớ ra không. Không được ông ơi. Bây giờ cháu có việc phải đi rồi. Thưa ông cháu đi. Nè cháu ơi, đừng đi. Hay là khi nào nhớ thì điện cho ông biết nha. Nhưng mà thôi, cháu cho ông xin số nhà cho chắc. Biết đâu cháu ham chơi rồi bỏ quên số điện thoại không điện cho ông.
Dạ, nhưng mà nhà cháu ở trong hẻm á, khó tìm lắm. Cháu chỉ sợ ông tìm không được thôi à. Tìm được, vì người ấy chân trời góc biển nào ông cũng phải tìm mà. Dạ. Dạ. Về đây địa chỉ của cháu. Thôi ông cháu đi. Cháu ơi, chữ này là chữ gì? Cháu à. Cháu ơi, thánh địa thương trường. Phải chăng ông trời cũng nghe thấy lời cầu nguyện của ta không? Dì ba ăn cơm chưa? Mới 9 giờ ăn cơm gì con? Dì ba đừng có nói nữa, con đang tức chết đi được đây nè. Tức cái gì, ngồi xuống đây. Xuống đây ngồi nói gì nghe. Dì ba, con nghe người ta nói á, sáng sớm ra đường mà gặp bà bầu á, là xui lắm không dì ba? Bởi vậy, sáng nay vừa mới dắt xe ra khỏi nhà, lại gặp cô Phượng à. Cho nên, bây giờ mới dậy nè. Mới vậy là sao? Thì là xong, là rớt rồi chứ sao nữa. Tao đã nói rồi, công ty đó lớn lắm, không có muốn sinh viên mới ra trường như tụi bay đâu. Thôi đừng có buồn, ngày mai á mua báo về coi đi, kiếm công ty nào nhỏ xin cho nó dễ. Thì con đâu có buồn, nhưng mà con chỉ ký cái gậy giám đốc mà nhân sự thôi à. Lớn hơn người ta có vài tuổi thôi à, mà kêu căng phách lối thấy ghét luôn vậy. Chứ sao, người ta có quyền có chức mà. Ủa, mày mua cái gì tùm lum vậy? Con mua cái gì chân tương. À, dì ba, lát nữa dì đừng có nấu cơm, qua nhà con ăn chung với con ha. Ăn của mày hoài, ngại lắm. Dì đâu mà ngại, hàng xóm láng giềng với nhau không à. Ăn cơm xong á, con có một món đãi dì ba nữa đó, chè hột sen. Thôi, con vô nấu cơm nha, ngồi đêm một hồi nữa là cá ương luôn á. Lát á, dì ba nhớ qua nhà con ăn cơm nha. Biết rồi, nấu nhiều đó nha. Dạ. Bữa nay dì đói lắm đó. Tí li cái miệng vậy, chứ tốt bụng, Thảo ăn lắm. Thank you.
Nè con, làm cái gì mà con cười một mình vậy? Con nhớ chuyện hồi sáng hôm qua đi phỏng vấn, tự nhiên con mắc cười quá à. Con đó, không có chuẩn bị kỹ rồi đứng hình trước mặt người ta chứ gì. Mẹ này, mẹ nói vậy á là coi thường cục cưng tài giỏi của mẹ rồi. Ngân Đài xinh đẹp như vậy, làm sao mà có chuyện đứng hình quê một cục được. Con cười á là cười mấy người kia kìa, vụng về quá trời, vậy mà cũng đòi vào công ty Dạng Thành làm. Thiệt là tội nghiệp quá đi. Mẹ. Mơ quang, mơ quang, lúc nào cũng mơ quang, tức đến chết đi mà. Hai mươi mấy năm rồi, chứ có phải một ngày một bữa gì đâu mà mẹ tức. Năm nào cũng tới ngày 16 tháng 3 là dì Thủy lại bỏ ăn, nhốt mình trong phòng ngồi khóc. Ngoại, mẹ, tại sao dì Thủy lại có thái độ kỳ lạ như vậy? Còn nít còn nồi, chuyện của người lớn biết gì mà hỏi, còn lo ăn đi. Ngoại, con nít đâu mà con nít, năm nay con đã 24 tuổi rồi. 24 tuổi đã lớn lắm sao, còn cả đoạn đường dài. Ăn đi. À con à, chuyện ngoại dặn con hồi sáng hôm qua, con có làm được không? Con tự tin lắm á ngoại. Vậy con có cảm giác gì với Phan An? Cũng được, chững chạc, nghiêm túc. Và đặc biệt là rất đẹp trai. Vậy con có thích không? Mẹ, không lẽ mẹ muốn tái diễn câu chuyện hai mươi mấy năm trước sao? Dư Thủy đã đau khổ lắm rồi, con không muốn Ngân Đài lại dẫm vào vết xe cũ đâu. Hai mươi mấy năm trước xảy ra chuyện gì vậy mẹ? Tại sao dì Thủy lại đau khổ? Mà tại sao mẹ lại không muốn con dẫm vào vết xe đổ của dì Thủy? Không có chuyện gì đâu con. Chỉ là tính Ngân Đài của ngoại không có lãng mạn bằng tính của dì Thủy đâu. Con là dân kinh tế mà, làm sao mà lãng mạn yếu mềm như dì Thủy được. Tâm nguyện của ngoại bây giờ tất cả đặt hết vào con đó. Mẹ. Mẹ cái gì mà mẹ? Mày với con Thủy không làm được thì thôi. Ngân Đài nè, lát nữa ăn xong lên lòng, ngoại cho con xem chiếc nhẫn ngọc xoàn đẹp lắm, rất vừa với con. Thiệt hả ngoại? Từ nhỏ tới giờ có khi nào ngoại gạt con không? Vậy mình đi lấy liền nha ngoại, con no rồi. Ngân Đài, ngoại chưa ăn xong rồi. Không sao, mẹ no rồi. Làm người phải nhiều tham vọng mới thành công được. Ngoại yên tâm, gì chứ tham vọng có thừa. À ông chủ, có hàng, phụ. Phụ kéo dây. Rồi. Ủa, mới đó mà sao làm nhanh quá vậy? Trời ơi, vậy mà nhanh đó hả? Tôi đâu có biết. Không ấy, lần sau tôi làm chậm lại ha. Trời, mới nói chút xíu đã giận rồi. Tôi đâu có giận. Ông chê tôi làm nhanh rồi, hàng không có chất lượng. Thôi, không ấy, ông kiểm tra đi. Cái nào không vừa ý hay hư á, ông trả lại. Tuy gì tôi làm lại ha. Thôi, kiểm tra làm gì? Anh em mình làm ăn nhiều năm rồi, đâu phải một ngày một bữa đâu mà kiểm tra. Giỡn thôi. Ủa, nghe nói con gái ông xin được việc làm rồi hả? Trời ơi, nó ra trường được mấy tháng rồi. Việc làm kiếm được chưa tôi đâu có biết. Ngày nào tôi cũng dặn nó, nói đi nói lại á, lên trên đó xin vô công ty Dạng Thành làm. Bởi vì công ty đó là thánh địa thương trường. Trời, tôi sợ nó xin không có được.
tôi dạy nó riết mà nó thuộc nằm lòng luôn á. Nè, anh nói dần qua quá ha. Thánh địa thương trường là gì tôi mới nghe đầu tiên á. Trời, tôi nói vậy thôi chứ tôi có biết cái gì đâu. Thôi về nghe. Ấy, còn xin lỗi, xí quên. Không sao. Vậy nghe ông chủ.